Em lẽ đang chạy bộ ra anh em ạ. Bữa nay anh em mình ra đồng giải trí đến với kinh Dũng miền Tây mình ha. Thì mai cũng chuẩn bị tới đồng luôn anh em ạ. Cao dữ rồi. Đồng ở đây thì đồng tê tư anh em ơi. Máy cắt, máy kéo, máy cuộn gom gì quá đông máy anh em ơi. Cắt cái bển, miếng bển xong giờ hai máy qua đây, máy này qua sau nè. Mới tới đồng sạn bao bắt đầu chuẩn bị cắt anh em à. Ôi ôi quá dữ, máy này chạy dữ lắm anh em, ghê hồn không. Xe kéo qua gom lúa nè bà. Ôi xe kéo này cũng qua gom lúa luôn. Cầm lẻ xuống tới đây rồi nè. Xe kéo tàn là xe khủng không anh em ơi, xe bự không à. Máy này đang đi xuống tới đây anh em, còn 100 đi qua sau hồi nãy nó còn ở đầu trong. Máy này đi sau nè. Máy nào chạy cũng dữ, quá dữ.
đang leo đê qua nè. Mà ngang cái này thấp chứ không cao. Ôi, cũng cao dữ nha. Nó cắm đầu xuống luôn kìa. Tưởng thấp chứ ai ngờ cũng cao quá. Ôi ôi rồi dính luôn rồi. Rồi không xong rồi. Qua này nó phập cái lỗ như cái đầu dạt qua lại nè. Chứ đất này khô ra ngà nó không có lại. Hết hồn xe lúa rồi luôn. Bề ngang bự mà nó dài nha. Ôi ôi giật lên luôn. Rồi lên được luôn. Lỗ sâu mấy luôn. Còn bao nhiêu đây nữa là cũng rồi anh em ơi. Hai máy này chạy quá dữ. Ủi gom clip cái chỗ hồi nãy máy cắt ý xe kéo nó đi qua nó bị phập. Ôm gom để đoạn cái đường qua. Mai này cũng cắt về rồi luôn anh em ơi. Đang đoạn đường đi qua nè. Máy này qua mương trước.
Ôi ôi kìa. Cao dữ. Kéo qua trước rồi. Ôi cao kìa. Quá hấp dẫn luôn. Ôi ôi nó mạnh, xe này xe khủng không à. Rồi vô đi. Máy này chuẩn bị qua bờ nữa anh em ơi. Xe khủng không. Ok, chiếc xe hết hồn luôn. Ôi đường lên kìa, mạnh khủng khiếp. Rồi đang leo lên cái đê nữa. Xe máy cắt đi qua luôn. Ôi trời ơi, cao kìa. Xe kéo đang đều đề cầu dữ. Ôi ôi xe kéo nó bự mà nó cao. Xe kéo máy cắt lúa cũng vừa xong luôn anh em ơi. Mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.